Chào mừng quý vị nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về những cái cà lê, những cái kiềm bấm anh em ha, những vít, những cái mũi khoan của hãng Inco, và những cái sản phẩm này lúc trước giờ hết hàng khá là lâu, cái này vừa về lại rồi. Thì hôm nay mình sẽ mang lên đây giới thiệu cho anh em ha. Anh em đang có nhu cầu có thể liên hệ mình mua hoặc là ghé cửa hàng mình lấy. Thì hàng đang có sẵn rồi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em từng cái chi tiết sản phẩm ha. Tất cả đều giá này là giá tại cửa hàng chưa gồm với ship nha. Thì trước tiên mình giới thiệu cái kiềm bấm kìm mẫu quạ lộn. Đây là cái kìm mẫu quạ 12 inch rất là to luôn, hàng công nghiệp thép CRV nha anh em. Đó. Kìm này lúc trước bán rất là chạy luôn nha anh em, giá 129.000. Hiện tại anh em thì những cái hãng Inco đã tăng giá từ hồi tháng 7 rồi nha, nên những giá này là giá mới cập nhật mới bây giờ. Những anh em mà mua hàng trước đó, anh em coi những video trước đó, những cái tháng từ tháng 7 trở về đây á là giá đã tăng giá rồi nha. Thì mình sẽ cập nhật theo cái giá mới. Rồi, cái kìm mẫu quạ đây anh em á. Đó. Anh em sẽ kéo ra hết, mở cái kìm này tới 12 inch nha. 12 inch hàng công nghiệp của hãng Inco giá 129.000. Đó, rất là to, 12 inch lên chiều dài này 3 tấc anh em ha. Nó ngàm khá là to. Rồi. Đó. Đấy, ví dụ như ra tới như đây thì nó nằm to đùng như thế này nè. Mình sẽ đo coi cái ngàm này bao nhiêu để cho anh em có biết, anh em hình dung được nha. Thì bình thường cái ngàm này anh em có thể kẹp được tầm khoảng cỡ 60 là nó ra cái tay cắm như thế này. Còn nếu chúng ta ship xuống như vậy đó, nằm tay cầm như vậy thì tầm khoảng mình kẹp khoảng cỡ 50. Bình quân khoảng cỡ 55 nha anh em. Nó 55 thì mình bóp như vừa tay. Ok ha, 60 thì nó hơi to. Đó, rồi, kìm mỏ quả Inco 129 ngàn. Anh em mua hàng cứ nói cái tên và cái giá tiền nha để người bán họ biết. Rồi, cứ tiếp giới thiệu anh em cái dòng kìm cắt công nghiệp. Đây là kìm cắt dạng hạng nặng Haverty của hãng Inco. Lúc trước anh em thì cái kìm này bây giờ mẫu cái hãng Inco nó đã thay đổi cái bao bì rồi nha, nó có trùm thêm một cái này nè. Đó. Cái kìm này nè. Đó anh em thấy không? Tay cầm nó hơi khác một chút so với thời điểm trước. Giá cũng sẽ tăng lên. Lúc trước thì con này có 90 ngàn thôi, kỳ này nó đã lên là 102 ngàn nha anh em. 102 ngàn cho cái kìm cắt hạng nặng ha. Ở dòng Haverty, dòng đây này em ha, dòng công nghiệp nặng này nè. Đó, thì những cái dòng này rất là sướng nha. Dòng công nghiệp thép CRV, đó, cứng cáp cực kỳ luôn. Đó. Dòng này thì mình bán rất là chạy rồi anh em ha. Những anh em mà có nhu cầu thì có thể ghé cái hàng mình mua nha. 102 ngàn cho cái kìm cắt của hãng Inco. Rồi, kế tiếp giới thiệu cho anh em một cái bộ 18 thi vít chữ T của hãng Inco giá 100 ngàn. Lúc trước anh em, cái bộ này hết hàng khá là lâu à. Kỳ này vừa về lại rồi đây. Thì cái bộ này trong đây nó gồm chữ T nè, rồi có cái gắn này, bán này vô. Cái này có thể chạy lên chạy xuống được ha. Mình sẽ khui ra cho anh em xem luôn. Đây. Thì trên đây nó có những cái đầu vít dẹp anh em ha, dẹp nè, rồi ba ke nè, rồi T nè, rồi như H nè. Anh em ha, tất cả này là bằng thép CRV ha, anh em thấy không? Thép CRV rất là xịn nha, những cái dòng khác làm bằng loại thường anh em thì nó không thể nó cứng bằng thép CRV được. Rồi, rất là. Này thì nó móc vô thôi ha. Đây này nó móc vô đây nè. Đó, anh em ấn vô nè. Đây. Đó, ấn vô thôi ha. Đó, ngay ngàm rồi ha. À, tại vì mình gỡ ra nó bị mạnh nên nó bị sớt cái này ra. Rồi, như vậy thôi. Đó. Thép CRV ha, tay cầm hình chữ T như thế này. Anh em có thể bỏ này vô trong đây nha. Có 100 ngàn bộ này thôi anh em. Rút ra, đưa xuống ha. Ừ. Thì cái này anh em bỏ những cái con vít đây. Nha, anh em dặn tự động ha. Anh em muốn mà xoay cái khỏi thì chỉnh này ha, siết vô nè, siết vô nè, quay qua đây mở ra nè. Mở ra. Ha, nằm ở giữa là nó lóc hai bên luôn. Anh em ha, tay cầm như thế này nè ha, để cho nó có lực anh em ha. Rồi, anh em muốn dài thì anh em kéo xuống đưa ra ha, dài nữa đưa ra nè ha, có thể là dài tới đây ha, anh em muốn dài cái nào ha. Rồi đó, đây là cái tôi vít. Ngoài ra anh em muốn xài những cái đầu khẩu này nè, đầu khẩu này thì chúng ta lấy thêm cái đầu chuyển bên đây nha. Đầu chuyển này nó bỏ vô cái đầu khẩu bên đây ha để chúng ta xài. Đó, giờ mình sẽ đọc về cái đầu khẩu anh em xem. Chỉ có 100 ngàn cho hộp như thế này nha anh em. Thì ở đây á, làm hàng hàng này anh em thì nó là dùng thép CRV ha. Rồi 24 chi tiết, nó gồm là dẹp á anh em, dẹp là 3 4 5 6 nè,
còn BH á, là 0123, BZ á, là Z2, Z1, Z2, còn chữ T á, là T15, T20, H á, là H456, là một đầu nối á, và những cái đầu socket là những cái khẩu anh em, khẩu là 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha anh em ha. Đó, hàng Inco, rồi 100 ngàn cho ông bộ như thế này, rất là rẻ luôn. Rồi, kế tiếp giới thiệu cho anh em một cái bộ vít 16 chi tiết như này. Nó gồm là 2, 4, 6 mũi khoan sắt. 6 mũi khoan sắt anh em. Ha, rồi, nó sẽ có là khoan tường. Đâu có tiêu rồi. 6 mũi khoan sắt và 2, 4, 5 mũi khoan tường. Và 2, 5 mũi khoan gỗ. Ha, khoan gỗ thì 5 mũi khoan gỗ nè. Rồi, 6 mũi khoan tường. Rồi, 5 mũi khoan tường. 6 mũi khoan sắt ha. Khoan sắt thì gồm là 2, 3, 4, 5, 6, 8. Anh em nhé. Còn khoan tường á, là từ 4, 5, 6, 8, 10. 4, 5, 6, 8, 10 đó là khoan tường, còn khoan gỗ á, là 4, 5, 6, 8, 10. Ok ha, đừng giống hộp này ta ship ra ship vô được. Hàng này Inco ha, những dòng này thì chúng ta xài gia đình ha. Ok, 130 ngàn cho cái hộp vít như này, hộp vít 16 chi tiết 130 ngàn. Rồi, cái tiếp giới thiệu em một cái bộ tư vít như này. Bộ tư vít này giá chỉ có 44 ngàn thôi, một cái vít dẹp và một cái BH2 nhá. Vít dẹp này thì nó là trên đây là 6.5, là dài 125. Rồi, cái này là BH2 nha anh em. Đó. BH2 này chiều dài là 125 ha, dài của này nè anh em ha, tất 25. Đó, hàng Inco, tay cầm rất là đẹp. Nha, 44 ngàn cho một cặp vít như này thôi. Đây là cái bộ 6 cái tu vít. 6 cái tu vít lúc trước hết hàng cũng khá là lâu nên cái này về đâu rồi. Trong đó nó gồm 3 cây 3 ke. 3 ke nó gồm BH1. BH1 gồm có 2 cây, một cây dài 75 và một cây dài 100 mm. Cái này anh em 75 là 100 mm mà, và một cây BH2. Hai cây BH1 anh em, hai cây BH1, một cây BH2. Rồi BH2 thì dài tới 150 mm. Đây có ba cây dẹp ha. Một cây dẹp là 5,5, hai cây dẹp là 5,5, dài á là 75 và 100, và một cây dẹp á là 6,5, dài là 150 anh em ha. Tới đây là 150. Một bộ như này giá là 110.000 anh em ha. 6 cây như này chỉ có 110.000 thôi. Chúng ta bỏ ở nhà, chúng ta muốn xài thì chúng ta xài. Ha, dòng công nghiệp nha anh em, industrial nằm ở đây, dòng công nghiệp. Rồi, kế tiếp giới thiệu này một cái kìm cắt. Đây là kìm cắt mini, cũng dòng công nghiệp 8 inch, dòng thép CRV. Những cái dòng này á, dùng anh em dùng để cắt cáp, những cái cắt căm xe đồ anh em á. Đó, khoảng 4 ly đó, ngon ha, thép CRV. Những cái dòng này thì giá là 82.000 nha. Đây, nó lên giá một chút nha anh em. 82.000 đó, chứ cũng vài ngàn thôi. Đây là kìm cắt lực mini nè, nó nhỏ xíu mà nó đẹp lắm anh em. Này mở ra ha, đó nè ha, thì nó tầm khoảng như đây thôi, cỡ mình nghĩ đưa vô này thì nó tầm khoảng cỡ 4 ly ta, đây nè ha, tầm khoảng đây nè, 4 ly thôi ha, đó nó cắt những khoảng này thôi nha anh em, những cái lớn nó không có vô được nha, những cái công kẽm, công cáp rồi đó đưa chúng ta ha, cắt căm xe rồi đó đưa vô chúng ta bọc thôi nha, cái này được cái thì nó có lò xo, chúng ta bóp là tự động nó nảy luôn, đó. Rồi gài lại ở đây, nha đó, rồi 82.000 cho cái kìm cắt cộng lực mini như thế này. Ok ha. Rồi giới thiệu cho anh em một cái kìm xích. Đây là cái kìm mà có cái kìm bấm xích nha anh em. Kìm bấm xích thì giá của hàng mình bán là 206.000. Những dòng này rất là thích hợp đối với những anh em chúng ta cần mở lọc nhớ, lọc gió, mở ống, mở gì đó chúng ta cần mở ha. Đây. Cái xích đây. Đó. Anh em những cái này anh em xích nè, dễ bị xét à. Hàng này mới về cái thầy luôn mà nó hơi bị xét một chút nè. Thì mình nghĩ nó đó ha, mở ra. Đó. Thì chúng ta muốn kẹp cái gì thì ống nào chúng ta đưa vào trong ngàm này thôi nha, ta bóp lại như thế này nè anh em nha, rồi ta đưa khóa vô cái ngàm đây nè, đó như thế này ha, đó rồi ta bóp lại nè ha, đó nó rút lại nha, ta bóp lại nó sẽ rút hai này lại thôi đó, thì tùy theo cái công việc chúng ta ha, đó. Rút hai cái đòn tròn lại nè, thì tùy theo công việc chúng ta, cái này đẩy xuống xíu được nữa ha, thì nó kìm bấm xích đó, giá 206.000 cho kìm bấm xích này nha. Những cái dòng này lúc trước có hết hàng anh em. Hàng Inco thì rồi kìm bấm xích có sẵn luôn nha. Em cứ qua cửa hàng lấy thôi hoặc liên hệ mua hàng. Những cái này anh em mở ống cũng được ha, hoặc mở cái lọc nhớt xe ô tô rồi đó. Hay không em dùng cái này. Ngoài ra lọc nhớt thì có nhiều cách mở ha. Rồi, kế tiếp giới thiệu anh em một cái khung cưa cửa nhựa. Thì cái khung cưa này sẽ có những cái góc này cắt thẳng nè, cắt chéo nè, 45 độ ha, 169.000. Cái cưa này thì nó là dùng làm cái lưỡi cưa trong mà dài 300 anh em,
dài 3 tấc. Cái lưỡi cưa bên trong này dài 3 tấc ha. Này 12 inch là 300 mm. Đó chúng ta sẽ bỏ cắt chéo ha. Đây nè, một đường cắt chéo đây nè, cái cử nhựa đây. Một đường cắt chéo đây, ha, cắt thẳng và đường chéo 45 góc này và góc này hai cái. Ok ha, khung cưa cử nhựa giá 169.000đ ha, cưa gỗ nha. Cái lưỡi cưa dưới nó được làm bằng nó tôi nè, rất là cứng ha. Đó. Rồi, sau đây là những cái bộ cờ lê đây. Thì lúc trước những cái hàng Inco anh em, những bộ cờ lê này hết hàng cũng khá là lâu á, kỳ này về lại hôm qua chứ mình có làm giới thiệu vào những cái hãng Totan á, Total á, thì Total nó cũng có vài mã nó hết rồi. Ha, hãng hết luôn anh em. Ha, những nào hết thì anh em qua lấy Inco giùm nha. Rồi đây là cái bộ điếu ha. Đó. Bộ điếu Inco ha, một đầu trên đầu bông nè, đầu dưới đầu lục giác nè. Bộ điếu này là 587.000 anh em. 587.000. Nó gồm cái điếu nó gồm là 7 8 10 11 12 13 14 17 19 nha. Đó, 7 8 10 11 12 13 14 17 19. Anh em mua hàng thì anh em xem những cái này nè, mình đọc vậy rồi thì anh em liên hệ lại, anh em hỏi lại lúc mình không có nhớ nổi. Đó, anh em hỏi ở mua bộ điếu rồi hỏi số mấy. Tới số mấy thật sự mình không nhớ đâu, muốn biết thì phải xuống cầm mới nhớ nổi, tại rất là nhiều anh em. Bộ điếu là hàng công nghiệp nha, industrial nè. Rồi chín chi tiết. Ha, thép CRV. Anh em á, thép CRV. Cái đầu trên đây thì những cái đầu này nè, nó trống như này nè. Nó trống này, anh em có thể chọt một cái cây ốc dài vô đây anh em mở được luôn ha, nó trống này nè, anh em thấy không đó. Đầu trong nó trống từ trên qua đây nè. Cái cong này nè, đây. Nha. Rồi ok, 587.000 cho bộ điếu này. Cái tiếp giới thiệu ở cái bộ cờ lê vòng miệng. Bộ cờ lê vòng miệng 8 chi tiết anh em ha, từ 6 ha, 6 8 10 12, không có 13 nha. 6 8 10 12 14 15 17 19. Bộ cờ lê dòng miệng ha, 6 8 10 12 14 15 17 19. Đó, giá 194.000 anh em ha, của hãng Inco, làm rất là đẹp luôn. 8 chi tiết. Đó, 8 chi tiết đây nè nha. Anh em có thể xem cái sản phẩm này nè. Đẹp cực kỳ. Ok ha. Này nói chung anh em thợ chúng ta xài sửa xe máy, xe ô tô, gia đình các kiểu anh em á, cỡ này là chúng ta làm được rồi. Ở ví dụ chúng ta mở một cái tiệm xe máy, anh em mua cái này là xài được rồi nha. Chả cần phải từ những cái dòng mà cao cấp xịn hơn nữa, vài trăm đến vài triệu không cần. Anh em sửa xe máy mình bán cho những cái tiệm sửa xe máy anh em ha. Bên mình có hàng mình bán cho những cái tiệm sửa xe máy như xài những cỡ này cho anh em thợ xài là ngon rồi ha. Cỡ này xài là ngon rồi nha anh em. Rồi ok á, đây là dòng công nghiệp anh em á. Công nghiệp cái này là xài là ngon rồi nha. Rồi nhắc lại ha, bộ cờ lê dòng miệng 194.000 nha. Kế tiếp giới thiệu cho anh em một cờ lê dòng dòng. Cờ lê dòng dòng từ 6 đến 22 có nghĩa là chạy từ 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 không, nó sẽ thiếu một số 20 22, nó sẽ không có 21 nha anh em. 20 và 22 luôn, không có 21. Đó. Đây. 6 7 ha, 8 9 11 12 13 14 15 16 7 18 19 và 20 22, không có 21. 2 4 6 8 chi tiết, giá là 260.000 anh em. 260.000, nó tăng hơn một chút, lúc trước như mình nhớ con này có 250 sao, giờ tên là 260 nha. 260.000. Rồi kế tiếp cho anh em một cờ lê miệng miệng ha, miệng miệng thì nó đi cũng giống y chang vòng vòng vậy thôi. Cũng là 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 và 20 22. Không có 21. Đây. Đây ha. Đây cũng là dòng công nghiệp ha, industrial nằm ở đây. Rồi. Đó, cờ lê miệng miệng như thế này, 200.000 cho bộ cờ lê này. Nhá. Kế tiếp giới thiệu này một cờ lê tự động. Bộ cờ lê tự động này là một đầu tự động, một đầu miệng ha. Dòng miệng mà một đầu miệng hoặc dòng tự động. Nó đi số là từ 8 đến 19 anh em, 8 đến 19. 8 10 12 13 14 15 17 19 ha. 8 10 12 13 14 15 17 19 đó. 2 4 6 8 cây. Giá là 542.000 cho bộ cờ lê dòng miệng tự động ha. Đó anh em nha. Rất là đẹp. Đây cũng là dòng công nghiệp hãng Inco ha. Đó. Thì nói ra thì nói với anh em thì cỡ những cái bộ này thì mình xài, nói chung mình xài cỡ sửa xe máy, sửa ô tô, những cái gara ha. Những cái gara từ mình bán cho những cái gara họ mới mở họ cũng xài những cái này. Hay những hàng công nghiệp mình xài là được rồi. Chứ anh em đừng ví dụ như mua dòng rẻ quá thì cũng cũng được đi, nhưng mà cái này là ok rồi ha.
Những cái cà lê thì nó sẽ ưu điểm, ví dụ em xài những dòng chuẩn thì ưu điểm nó sẽ bảo vệ những cái ngóc, ví dụ chúng ta mở những con ngóc thì nó không có bị trượt, không bị tuột, không bị tung reng, nó không có bị tà những cái đầu ha, thì những cái này là anh em xài ngon rồi nhá. Rồi ok, những cái này thì anh em đang nhu cầu mua liên hệ số hợp dưới được mua hàng, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship, anh em mua thì cộng thêm phí ship hàng nha. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.